Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cơn Đà Lạt. Hôm nay chúng ta bắt đầu tham quan Đà Lạt. Đây chúng ta đang đứng ở trên đầu rừng thông ngay đèo Prenn. Đèo Prenn năm nay được làm lại mới, gồm 4 làn đường và rất đẹp. Chúng ta chạy xe từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, qua Đồng Nai lên thành phố Bảo Lộc, lên thị xã Di Linh, lên huyện Đức Trọng và tới chân đèo Prenn. Đây, chúng ta trước mặt chúng ta là đèo Prenn. Đèo Prenn hôm nay mới làm mới lại, cải tạo gần 1 năm, giờ đã hoàn thành, gồm có 4 làn đường rất rộng, hai bên đều có xây barrier, phía bên vách núi thì xây những cái bức tường đá để chống cái trường hợp bị sạt lở trên đồi xuống. Rồi trước mặt chúng ta là một rừng thông ngay đèo Prenn, những cây thông cao vút. Lên tới đây chúng ta đã bắt đầu cảm nhận được không khí của Đà Lạt, một không khí se se lạnh. Rừng thông rất là cao. Nhiệt độ Đà Lạt của mùa xuân bây giờ khoảng giờ hiện tại khoảng chừng 13 đến 14 độ. Và buổi trưa nắng thì có thể lên tới 20 đến 25 độ. Nhưng tuy trời lạnh, chưa nắng, nhưng lên Đà Lạt chúng ta chú ý mặc áo ấm và choàng khẩu trang để tránh trường tràng là bị ánh nắng nó chiếu thẳng vào da. Tại vì nếu mà ánh nắng Đà Lạt, tuy là trời lạnh, không khí lạnh, nhưng nó rất mau làm đen da, tức là rất dễ ăn da. Chúng ta khi đi tham quan Đà Lạt, chú ý cái chuyện như vậy. Đây là đầu đèo Prenn. Lên tới đầu đèo Prenn là chúng ta đã tới thành phố Đà Lạt. Từ chỗ đầu đèo này vô tới thành phố Đà Lạt khoảng chừng 1 cây số. Bây giờ chúng ta sau khi tới đầu đèo Prenn, nếu chúng ta đi xe khách thì chúng ta sẽ tới ngay bến xe của thành phố Đà Lạt, hay người ta gọi là bến xe Phương Trang. Hoặc chúng ta đi xe khách, nếu đi ít người chúng ta đi xe khách lên tới thành phố Đà Lạt thì tới đầu đèo này thì bắt đầu chúng ta sẽ bước chân vào tới trung tâm của thành phố Đà Lạt, và xe Phương Trang nó sẽ đây, chúng ta sẽ thấy trước mặt chúng ta là bến xe khách Đà Lạt hay bến xe Phương Trang, rất là yên tĩnh, không có ồn ào náo nhiệt và không phức tạp. Thì sau khi đó là nhà xe sẽ đưa chúng ta vào đến tận nơi, tức là đưa rước tận nơi tới ngay chúng ta ở. Khi chúng ta lên tới Đà Lạt thì chúng ta báo cho xe trung chuyển, họ sẽ chở chúng ta vào tới ngay chỗ cái nhà nghỉ hay khách sạn nào đó chúng ta đã thuê. Bất cứ chỗ nào ở trên thành phố Đà Lạt thì xe trung chuyển đều đưa tới nơi hết. Bến xe Phương Trang thì nằm ở đầu đèo Đà, là ngay bến xe khách của Đà Lạt luôn. Đó, rất là yên tĩnh và rất là trật tự, chúng ta không lo cái chuyện chen lẫn xô bồ nào cả. Sau khi qua 1 km thì chúng ta tới một cái hồ, người ta gọi là hồ Xuân Hương. Đây chính là trái tim của thành phố Đà Lạt. Bước chân vào tới thành Đà Lạt chúng ta đã thấy cái hồ. Cái chu vi của hồ khoảng chừng gần 6 km. Đây là một cái đường vòng mà hàng năm cúp truyền hình, cúp đua xe đạp truyền hình chạy vòng quanh hồ Xuân Hương. Nó nằm ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt. Và trước mặt ngay hồ Xuân Hương còn một cái ốc đảo, đó là nhà hàng Thủy Tạ. Nhà hàng Thủy Tạ thì người ta sẽ bán thức ăn và nước uống. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận khi vào những cái nơi này. Tuy cái địa thế rất là đẹp, nhưng có thể giá cả tương đối mắc. Nên chúng ta chú ý đến vấn đề đó. Và trước mắt chúng ta làm sau đó chúng ta bắt đầu tham quan thành phố Đà Lạt. Chúng ta và dân thành phố Đà Lạt là phải phát huy được phong cách người Đà Lạt là hiền hòa, thanh lịch và mến khách.